Trời ơi, ai đi chọn máy giữa là máy mới vậy? Kim chín rồi này chị. Chị ơi. Nó đánh chị em ơi. Vừa. Chưa hồn lên chắc thế. Chắc mình sắp hồn lên nữa chị. Nó ủa? Rồi chưa mất mà lên luôn á. Nó không thao được rồi, nó đánh chị luôn em ơi. Máu rồi kìa. Giật cả mình á, chị nghe tim thì không biết Hunter đến ở đâu cả. Ủa thế thì tao lại đập máy tiếp. Ủa? Nó không thể là chém robot này. Ủa tuyệt vời. Robot này gì? Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi. May pha em luôn, chị cứ thấy thật em cứ như thế ảnh. Em đi ăn cả robot sao cứ được thế thế thật. Không, em nói chị đi red mà. Em nói chị đi red mà. Cứu được không chị? Cứu đi. Nhất thật. Kịp không? Ồ, hết robot của chị luôn rồi. Giờ robot để mở cổng mà con thằng Joseph cũng không tha nữa. Đúng rồi. Pha như vậy đó. Một chấm mà Joseph cũng không tha nữa. Ủa, không gì tha. Một chấm đó mà mở được một cái cổng là quá đáng lắm luôn á. Giam skin mình nè. Nó đi rồi nha, nó không đuổi chị nữa. Bị giam skin nè. Đó. Giam không? Mày có giam skin đâu? Mình khép rồi kìa. Tele à? Ôi, thật kỹ. Trời ơi, tập kim. Hết hồn, tụi bạn tập kim mở cổng. Ủa lại đồ hàng nữa rồi. Ủa anh tơ, ủa. Thôi nào. Chào cha. Em bây giờ khác xưa rồi nhá. Tôi có nát rồi nhé. Thôi, game này không sợ lên ghế rồi. Thoải mái đi mọi người à. Vậy luôn sao? Game này khỏi sợ lên ủa, ghế. Ủa từ từ phải để con nghe rất là chủ phòng chứ. Cái ạc đấy hit skin được à. Đúng vậy. Tí đợi, tí đợi. Ủa sao không nói, lúc nào không nói. Quên. Không tụi mọi người chơi nên lại không nói. Trời ơi, em phải nói chứ. Lần nào chơi với chị vậy, chị trả hit skin. Game này mà Kairoka đi, chúng ta có hai con robot. Đập máy tới chết. Như vậy tôi chắc chắn tôi ra được ở ghế bạn. Không sao. Sao bạn không ra được, tôi không nha. Thể lên ghế đi. Hả? À, không, tôi phải lên ghế chứ. Lên ghế để nghỉ ngơi chứ. Có người cứu cứng đó làm gì? Em nghỉ ngơi đi nha Kairo. Cũng không cứng lắm. Bớt cứng rồi về mà. Em nghỉ ngơi chung với con Hunter đi nha. Tôi với tụi chị đi dễ máy. Ôi chào máy ơi. Dựa má. Nhà máy nha. Dựa má. Dựa má đâu qua nhà gỗ, qua nhà gỗ. Không đúng không? Hầm nhà gỗ. Hunter nhà bao cát ra nhà máy rồi phải. Dạ. Ôi, nhà máy à. Đây là nhà máy. Nhìn nhà máy của tôi mà. Chị ơi, chị ra đây chị có định nghĩa được nhà máy bây giờ gỗ không chị? Ủa? Con mèo. Mèo nhà con à? Mèo, một lì giữa má, một lì giữa má. Trời má. Ơi. Trời má con mèo. Đây gì con trước, Trời ơi. Mèo nhớ nhà chị. Chị ra đây chị có được nghĩ được nhà máy mới dàn gỗ. Nếu mà thấy được. À, nó thấy gì rồi? Em lên dưới bộ. Chịu thôi. Chịu ơi, chưa thả robot nữa. Vừa. Cho chừa cái tội báo sai vị trí. Trời ơi. Quay đập ván thôi. Nhao vậy. Quay lại đây có robot rồi. À, không, nó, chị phải hiếm con. Ủa bãi nồi. Mẹ bán con sao? Trời ơi, nó đập phá nó mặt robot chạy. Robot chạy. Em nghĩ chị qua được. Em bị đen này, em chưa thấy chị qua sao em dám đập ván làm gì? Vì em sợ nó thoáng. Ủa em chưa thấy chị qua mà em đập cái ván đấy làm cái gì vậy? Ồ. Ok, trời ơi, tao giải được này, tao giải được này. Hiểu vấn đề không? Hiểu vấn đề à? Điếp đạp mê lấy vô mặt thì ra, hiểu vấn đề à? Bất kể, thế là một lỗi lầm. Chúng ta có thể... Ui, mày thấy nó bởi linh rồi, mày đeo ta. Ta định đang định dùng robot BB mà không thả robot ra kịp. Có robot đâu?
Robot vẫn đang còn trên người, thả được đâu. Em ơi, trầm cảm với thằng Deep luôn á. Em ơi, không ngờ nó đập, nó dám đập cái pallet đấy với mặt mình ý. Trời ơi, tình yêu này thật là đau sắc. Em phải thấy chị đi qua cái pallet đấy rồi em mới được quyền đập. Cô sớm nha chị. Cô sớm đi. Deep ăn được con mèo ấy. Ăn một con mèo đi. Ăn cùng mấy cái Deep và mèo trước đi bạn. Ôi, quá nữa kìa. Chón nó là quá nữa đấy. Anh ghế kìa. Bắt mèo này. Anh ghế. Deep đi ra ấy. Không cứu luôn. Chị ơi, cứu, lộn hướng rồi chị ơi. Chị không biết. Đi không có súng nè. Không có súng nào. À mẹ hào nổ rồi. Hay. Ờ hay đấy. Ủa hay đấy. Đó hay, được. Ôi biết bóng quá à. Biết rồi, chị mới tới đi biết rồi. Rồi rồi đang đập. Ủa ê chị cai đúng lúc đủ em mới của em luôn á. Rồi chịu rồi. Không bình thường à? Nè, tức quá, đầu trận gì thằng Kado dẫn đến chỗ mình thì thằng Dipper đập phán vào mặt mình kiểu ủa. Nè, tôi vừa vào tôi nhìn thấy quả. Quả Dipper đập thẳng phán vào mặt Rana. Trời ơi, trầm cảm luôn thế. Cuộc sống này chúng ta phải mắc lỗi. Hy vọng sao giống như của Dipper. Chị ơi, chị ấy. Ê, mèo về rồi, thôi khỏi cứu đi. Ôi, bắt đầu vô đuôi. Rồi cứu đi chị. Ê? Con An nó cũng không biết được luôn. Ủa hai mai ai giải mà đi theo bê vậy? Giang tôi hại hả? Ôi, bê bê mèo bê. Người đứng mèo rồi. Nằm dưới. Ok. Dưới được không? Báo mày. Chị đi đấy thôi. Ôi, bờ linh rồi. Trời ơi. Bờ linh. Ôn phết. Hay giả vờ bắn súng, giả vờ đi bắn súng này. Vờ đi bắn súng này. Ôi, cái gì đây? Bắn đi. Sắp dậy được. Dậy được đúng không? Sắp dậy được rồi. Bắn được, bắn luôn. Không có súng. Vãi đâu, không có súng. Hay là máy cứu. Cứu rồi. Ây, dây rồi. Để đi ra bom lốc này, đánh cái gì? Ai đập máy, trận này còn hai máy từ nổ à? Đây, cho Deep vào, Deep vào, Deep. Ơ, tưởng Deep vậy? Nó đi vòng kìa chị ơi. Không được rồi, chưa hồi táp. Đấy, đi một súng. Giờ mới lục á? Bây giờ mới lục. Caro không kéo. Biết Caro ở đó mà. Đéo có ra súng rồi. Đi với mấy cuối đầu giờ Deep hay mấy mới? Mày mới thì sao không biết luôn. Ôi giời. Ok. Không có mày. Ôi hai à? Đây. Súng. Bao? Giấu được không? Cái gì vậy đấy? Làm cái gì này là cái gì vậy? Gần như thế này là sao mà dậy được? Có sao không? Không có, tại sao lại ra để nó xiên hai phát vậy? Không có thì thôi. Thôi, ok kìa. Đâu có phải là một chiêu dùng được hai lần đâu. Không có thì thôi, sao để nó xiên hai phát. Trời ơi, trận này hoang mang cực độ. Thiếu hạt một máy mà đi câu bờ như thế à? Thiệt quá chứ. Trầm cảm ghê. Chứ qua báo, nhà nhỏ giả máy. Báo là báo từ đầu tới cuối luôn. Chị ơi, câu vợ, cứ em có cách sống rồi. Em có góc bất tử rồi. Báo là báo từ đầu tới cuối luôn. Cho em vô chỗ chị ra chết là được. Chỗ đây không còn ghế, đúng rồi, chỗ đây không còn ghế. Ủa, không cứu được rồi. Được, vẫn cứu được. Bê bê cho em, bê bê nè. Hết bê linh rồi nha. Thôi sợ bê linh lắm. Nó thả mèo rồi. Bê bê. Bị choáng bê bê sao? Bê bê gì? Bị choáng á. Bê bê kiểu gì mà? Ủa nhưng mà cái quả đấy thì tại sao hai đứa lại phải
Lại phải... Cho xin cái nữa, cho xin Cho xin đi, cho xin đi, đằng nào cũng chết mà. Và đấy tại sao cả Dipper với cả Kairo lao ra chết vậy? Lấy ghế gần như thế lực xong rồi vậy? Ê, đó, em nghĩ là Dipper em hầm với chị ra nhìn nhanh quá. Không cần tìm hầm đâu, trận này chơi nào được nữa mà hầm với trời. Ê ơi, em quả đấy hai đứa chết, hai đứa không chết là vẫn hòa rồi. Hiến chị đi cũng được cái đấy. Quả đấy buồn cười mà.